cụ tổ của làng nghề này thì lại là do thái úy đời Lý Trần là cụ Tô Trung Tử. Cụ về đây cụ thấy cái làng này là cái làng rất chủ phú, dân ở đây thì làm ruộng, trồng dâu nuôi tằm. Thái úy Tô Trung Tử là dạy cho nhân dân ở cái vùng này làm cái nghề trồng hoa, cây cảnh để phục vụ cho các triều đại phong kiến thời Trần lúc bây giờ. Và từ đó đến giờ truyền đời các thế hệ nối tiếp nhau vẫn xây dựng được cái nghề đó. Tôi nghĩ ra những cái kiểu mô hình như thế này. Đây tôi gọi là sản phẩm bonsai kiểu hình. Đúng là cái làng tôi thì mọi người đều làm tất cả các thứ cây cảnh như thế. Thì nó đã đương nhiên rồi. Cứ tưởng tượng như là tất cả một mâm cơm mà ta chỉ có một vài món như thế, tôi gọi là món đi, thì nó rất là đơn điệu. Chúng tôi muốn thêm một cái mô hình nữa là tạo kênh theo các mô hình, các kênh làm thắng cảnh, các cái ý tưởng của mình. Ví dụ làm một đôi hải chẳng hạn thì phải nghĩ cái tổng thể của nó, cái chiều cao của nó bao nhiêu, thì phân ra cái mình thì nó bao nhiêu, con rùa nó tương xứng với con hạc là bao nhiêu, tỷ lệ cho nó hợp lý. Nguyên cái giống xanh cổ của cái làng Vị Khê này thì bây giờ nó vẫn nổi tiếng là cái giống xanh lá nó nhỏ mà cái dăm nó dày mà được mọi người công nhận, mà bây giờ nó có tên tuổi luôn, là cái cho nên người ta gọi là cái xanh Nam Điền luôn. Nếu như mình tuyển chọn hoặc trồng có một cái gốc phôi mà nó chuẩn rồi thì nếu mà thời gian sửa thành một cây thế thì ít nhất nó phải được 5 năm đến 10 năm thì nó thành cây thế đẹp. Chúng tôi sửa cây phải lúc nào đầu óc rất thư giãn, tinh thần minh mẫn thì sửa cây mới được. Ví dụ như cái lúc buổi sáng sớm ấy thì chúng tôi có thể ngồi uống trà uống nước, nhưng cái lúc ấy tại sao không sửa được? Tại vì buổi sáng ra cây nó còn đang tích nước rất no, nó chưa bao bốc hơi nước đi, cây nó rất là giòn, động vào là nó gãy thì chưa uống được. Nếu có sửa cây thế thì lại phải đợi cái tầm nó bốc hơi nước cái đã, bắt đầu cây cái cành nó mềm, những uốn thế nào nó trèo thế đấy. Mà nếu vừa mưa buổi tối mà buổi sáng sau uốn thì gãy hết cành. Cái làng chúng tôi là cha truyền con nối, mọi thế hệ đều coi như tu dưỡng rèn làm sao coi như mình đẩy cái nghề này đến mức đỉnh cao nhất. Bố phải rèn cho con rèn cho cháu, duy trì cái kỹ thuật mà mọi người đã nắm bắt được. Nói về lớp trẻ thì đã sinh ra trong làng nghề thì là từ cái đứa mới biết đi nó đã có ý thức với cây cảnh, sau đó nó nhìn thấy là người lớn thì nhặt từ cây cỏ từ gốc cây trở đi, nó cũng nhặt dần ra nó nhặt, sau này lớn lên dần thì nhìn thấy những người sống xung quanh mà những người lao động người ta làm thì nó cũng bắt tay vào nó làm. Ví dụ như mình ra mình sửa cây thì nó mang chép cho nó trồng cây. Tất cả mọi người, có những người mà đi làm ở xa xôi, ví dụ là những người làm văn phòng cũng vậy, nhưng mà rảnh rỗi thì người ta vẫn về làm cây cối. Có những người đi học xong đại học rồi nhưng người ta vẫn về đam mê cây cảnh và giữ truyền thống cha ông thì người ta vẫn về, người ta vẫn làm cây cảnh bình thường.
nói về sửa cây cảnh thì cũng có rất nhiều người sửa được, kể cả phụ nữ. Người ta cũng có con mắt nghệ thuật, họ cũng làm được, mà làm đẹp ấy. Ở đây thì phụ nữ cũng phải tỉa cây, làm cây và cũng chăm sóc cho cây, cũng từ học hỏi từ ông cha và cũng tạo thêm những cái dáng mới đẹp và sinh động hơn. 10 đến 15 năm đổ về đây thì phụ nữ chúng tôi mở rộng ra là trồng cỏ Nhật và trồng cây công trình, ví dụ cây đường viền, rồi cây hoa, cây trồng bồn và các loại cây thế. Phụ nữ chúng tôi cũng mở rộng ra rất nhiều những cái mặt hàng cây như vậy và đưa đi khắp mọi nơi. Không phải còn điền xã làm cây được nữa mà cả nước đã làm, thì chúng tôi cái yêu cầu về kỹ thuật càng cao hơn, nên cái việc giữ nghề và coi như nâng cao nghề tay nghề và đảm bảo cái nghề làng nghề này càng ngày càng chất lượng hơn là cái việc mà chúng tôi phải làm.